Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Thái Nguyên nỗ lực không ngừng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Gặp gỡ những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong Đảng và những đóng góp tích cực của công tác này vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời mong muốn trên cương vị mới và những đòi hỏi đặc thù trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng chí Phan Thanh Hà sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, cầu thị học hỏi, đồng thời công tâm, khách quan, linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể cán bộ, công chức cơ quan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Phan Thanh Hà tiếp nhận công việc mới, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 5, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự hội nghị mở rộng lần thứ 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên khóa 1, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đến hết tháng 4 và triển khai phương hướng những tháng tiếp theo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tính đến hết tháng 4 năm 2020, thị xã Phổ Yên có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 169.300 tỷ đồng, bằng 25,1% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 127,7 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều dự án đầu tư mới được triển khai. Thị xã đã hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và đô thị ở một số nơi. Việc chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân sau hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy. Thị xã cần tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị Đảng bộ thị xã Phổ Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 54 đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu tích cực và có hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, chất lượng đảng viên được nâng lên. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện được 158 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Trên 97% các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu đã được ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đại hội đã đưa ra 7 chỉ tiêu chủ yếu và thảo luận, thống nhất, đưa ra các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đa dạng hóa các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ, cung cấp dịch vụ công,
tăng cường tiềm lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Quốc Chính tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Đức, huyện Phú Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Tân Đức đã lãnh đạo, hoàn thành đạt và vượt 16 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu một người một năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt trên 5.000 tấn. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt năm 2019 đạt 115 triệu đồng một hectare. Xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 69 hectare. Hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển mới được 55 đảng viên, liên tục nhiều năm liền giữ vững thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của một địa phương qua từng năm. Theo báo cáo PCI 2019, Thái Nguyên đã rất nỗ lực tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng, đứng ở vị trí thứ 12 trên 63 tỉnh thành trên cả nước và nằm trong nhóm tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt. Kết quả này một lần nữa khẳng định lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân với sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết quả báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 công bố ngày 5 tháng 5 năm 2020 đã thể hiện rõ những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương của Việt Nam. Đặc biệt, theo các chuyên gia kinh tế, năm nay PCI có điểm trung vị cao nhất. Điều này minh chứng những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh bền bỉ và liên tục của chính quyền địa phương trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, có thể thấy, điểm trung vị này đang dừng ở mức độ trung bình khá, chứng tỏ dư địa còn nhiều, nhưng đột phá ngưỡng cải cách này cũng là thách thức rất lớn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 có điểm trung vị cao nhất từ trước tới nay. Xu hướng hội tụ, thu hẹp các cái khoảng cách trong chất lượng điều hành giữa các tỉnh, thành phố đã cho thấy chúng ta có một dàn nhạc cải cách đồng điệu hơn. Điều chưa được như kỳ vọng là trong khi các địa phương ở nhóm thấp của bảng xếp hạng vượt lên thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu, thì các ngôi sao cải cách mấy năm gần đây chưa có được sự bứt phá nào đáng kể. Năm 2019, Thái Nguyên là địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trên bảng xếp hạng PCI và lần đầu tiên dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Điều này cho thấy bức tranh PCI của tỉnh Thái Nguyên ngày một tươi sáng, tích cực, thể hiện sự năng động, sáng tạo của chính quyền trong mắt cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, thì lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã nỗ lực hết sức để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chính quyền cũng đã tăng cường các cái buổi gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp hoặc là hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngay từ năm 2018 thì cái điểm về cái tính năng động của chính quyền rất cao, cho nên là nó có những cái bước đột phá. Thế nhưng mà rồi không những là đột phá rồi mà nó còn bứt phá, tạo ra một cái đà phát triển cho cái thu hút đầu tư đối với tỉnh Thái Nguyên, và nó cũng tạo ra một cái không khí lan tỏa đối với các cái doanh nghiệp. Phân tích tổng thể các chỉ số thành phần trên bảng xếp hạng PCI của Thái Nguyên cho thấy sự tăng điểm đồng đều của 9 trên 10 chỉ số là điều rất đáng ghi nhận. Trong đó, chỉ số đào tạo lao động có điểm số cao nhất với 7,88 điểm. Chỉ số gia nhập thị trường có mức tăng cao nhất từ 6,91 điểm năm 2018 tăng lên 7,36 điểm năm 2019. Một số chỉ số thành phần như tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng lần đầu tiên có mức điểm cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Có thể thấy, hầu hết những chỉ số thành phần tăng điểm của Thái Nguyên đều là những chỉ số khó ghi nhận sự đột phá khi dư địa cải cách đã chứng lại. Rất nhiều thành phố lớn của Việt Nam đang nằm trong top 20. Thì các thành phố lớn bên cạnh những thuận lợi về vị trí địa lý, về chất lượng cơ sở tầng, về chất lượng nguồn nhân lực, thì cái chất lượng điều hành, thủ tục hành chính được đánh giá cao, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Và đây là những đầu tàu cho sự phát triển
kinh tế của Việt Nam. Trong năm qua thì cái chỉ số về tiếp cận thị trường, tiếp cận đất đai và cũng như là các thủ tục hành chính ấy, thì tôi cho rằng là tỉnh Thái Nguyên đã làm rất tốt. Đấy, về tiếp cận thị trường thì Sở Công Thương cũng đã tổ chức được rất nhiều những hội nghị xúc tiến đầu tư và cũng như những cái văn bản về chỉ đạo xúc tiến đầu tư gửi tới Hiệp hội Doanh nghiệp cũng như là các ngành, và cũng giới thiệu được rất nhiều các cái tổ chức tới để làm việc với cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì như thế cho nên là các doanh nghiệp tới đầu tư với tỉnh Thái Nguyên rất nhiều. Căn cứ vào các cái chỉ số năm nay được tăng điểm ấy, thì thế là rất đều. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng các cái điểm mà nó đều như thế thì nó sẽ có cái tính bền vững. Kết quả PCI năm 2019 của Thái Nguyên một lần nữa cho thấy sự năng động sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh không ngừng được nâng cao, đồng thời khẳng định lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với chính quyền các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh chênh lệch điểm số trên bảng xếp hạng PCI giữa các tỉnh ngày càng thu hẹp, thì cuộc đua mới sẽ ngày càng cam go, đòi hỏi những cải thiện thực chất và có chiều sâu hơn nữa. Do vậy, cần có sự vào cuộc trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở nhằm góp phần đưa Thái Nguyên trở lại vị trí top đầu trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 7 tháng 5, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận ủng hộ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp nhận, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã ủng hộ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã ủng hộ 4 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 35 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 4 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp khiến nhiều ngành kinh tế gặp khó khăn. Lĩnh vực bất động sản cũng không ngoại lệ. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng, dự án ngừng thi công hoặc chậm tiến độ, công nhân mất việc làm. Trước khó khăn chung đó, làm thế nào để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa có thể vượt khó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh? Đáp ứng kỳ vọng của người dân và chính quyền là thách thức không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận tại dự án khu nhà ở Cao Ngạn, Danco City. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng Thái Nguyên cấp giấy phép hạ tầng kỹ thuật xây dựng cho dự án khu nhà ở Cao Ngạn, Danco City tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1 với diện tích trên 47 ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Danco làm chủ đầu tư. Với quy mô 1,3 nghìn tỷ đồng, được khởi động trong thời điểm dịch COVID-19. Đây vừa là tin vui, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ đối với doanh nghiệp. Hiện tại bây giờ thì tập đoàn chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng rất là nhiều của cái dịch COVID. Thì tuy nhiên, hòa đồng với cả cái việc mà phòng chống dịch cùng với chính phủ, thì chúng tôi vẫn phát triển về kinh tế. Ví dụ như công trường của chúng tôi vẫn hoạt động liên tục, đảm bảo cho kinh tế cũng như là cái dự án phát triển của chúng tôi. Để thực hiện tốt mục tiêu vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tại công trường, công ty bố trí 10 người một nhóm, đảm bảo khoảng cách an toàn. Ngoài lực lượng làm việc trên công trường, toàn bộ số nhân viên còn lại được bố trí làm việc trực tuyến tại nhà để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Là một trong những dự án được triển khai mạnh mẽ nhất trong danh sách các dự án ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, dự án khu nhà ở Cao Ngạn, Danco City hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực hai bờ sông Cầu, nhận được sự hoan nghênh và kỳ vọng của người dân trên địa bàn. Cái khu đô thị mọc lên và cũng phát triển lên thì cũng là phù hợp với cái điều kiện và xu thế hiện nay của đất nước. Cái thứ hai nữa là cũng thấy được là cái việc văn minh từ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng là cũng sẽ nhân dân cũng được hưởng lợi. Thì trước nhất là về cái đường xá được mở rộng. Đấy, thì chỗ cho bà con đi lại sạch sẽ, công viên này thoáng đãng, nếu mà được vườn cây xanh ở đây nữa thì tốt quá. Được sống ở chung quanh cái đô thị gọi là đô thị thông minh thì người dân sẽ được hưởng những cái như là đường xá này, rồi là trường trạm này, rồi là điện nước nó gọi là thông thoáng, không bị ô nhiễm nữa, thế là người dân rất là phấn khởi. Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên,
Đây cũng được coi là phép thử quan trọng đối với doanh nghiệp. Chúng tôi coi đây như là một cái lò xo nén, mà khi kết thúc dịch thì chúng tôi sẽ bật cái lò xo nén đấy ra và để cho thị trường được tung ra thị trường và giới thiệu các sản phẩm của mình tại cái thời điểm mà sau khi hết dịch. Với những nỗ lực của doanh nghiệp, dự án khu nhà ở cao ngạn Danco City sẽ sớm hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và niềm tin của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đối với doanh nghiệp. Ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Định Hóa. Định Hóa hiện có trên 89.000 người, trong đó hơn 70% là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn của chương trình 135, chương trình hỗ trợ vùng ATK, huyện đã đầu tư trên 400 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, trường lớp học, xây mới, sửa chữa nhiều công trình phúc lợi và hỗ trợ sản xuất. Trên cơ sở đó, đời sống của nhân dân nói chung và nhân dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019, thu nhập bình quân của người dân đạt trên 39 triệu đồng. Dự kiến năım 2020 sẽ đạt gần 44 triệu đồng một người một năm. Bình quân mỗi năm, huyện giảm 5% hộ nghèo. Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất còn thấp và đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của người dân không ổn định, nên kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn. Qua thực tế tại một số địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Định Hóa đạt được trong công tác dân tộc và đề nghị huyện tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp phát triển kinh tế xã hội sát với tình hình tại địa phương. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng và có chiến lược tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lâu dài. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Linh Thông. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. 66 năm đã trôi qua, song ký ức về những trận đánh oanh liệt trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong hồi ức của những cựu chiến binh. Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Chào hai đồng chí Điện Biên Phủ nhé. Lâu ngày lắm. Giọng này có vẻ tai hơi kém nhỉ. Những người lính già gặp nhau, người ít tuổi nhất cũng bước sang tuổi 85. Mắt đã mờ, chân đã chậm. Nhưng ký ức về những trận đánh oanh liệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên cho họ. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi còn là những chàng trai lứa tuổi 19 đôi mươi, những người lính trẻ năm xưa xông pha nơi mưa bom bão đạn, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù xâm lược với một niềm tin quyết thắng. Cái chết, cái sống hoàn toàn là không suy nghĩ gì hết. Đấy. Chân chúng tôi không có giày, toàn là đi chân đất. Áo thì là cũng không được phát, mà anh nào có quần áo gụ thì mặc áo gụ, mà có quần áo nâu thì mặc áo nâu. Đấy, thế thì khổ như thế, thiếu thốn như thế, ăn uống thì cũng rất là thiếu về vật chất. Thế nhưng mà anh em rất vui vẻ, phấn khởi lên được. Ôn lại kỷ niệm xưa, những địa danh như Him Lam, Độc Lập, sân bay Mường Thanh hay cứ điểm đồi A1 luôn sống động trong tâm trí những người lính già. Thực hiện thay đổi cách đánh từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 56 ngày đêm khuất núi ngủ hầm, mưa sầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không đúng, trí không mòn. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng lịch sử mang tên Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 là tất cả là sư đoàn là theo lời Bác Hồ dạy, theo lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thần tốc. Cho nên là tất cả sư đoàn là lên là tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là giải phóng là hầm Đờ Cát. Cho nên là rất là anh em bộ đội là rất là sung sướng, rất là phấn khởi. Đơn vị chúng tôi là sư 316, có nhiệm vụ đánh ở phía đông, các tập đoàn, các cứ điểm ở phía đông. Thì Đại tướng đã kiểm tra 2-3 lần. Lúc đầu thì tôi cũng không biết là đại tướng, thì thấy một đồng chí chạc 40 tuổi, mắt rất sáng. Đại tướng hỏi rất thân mật là
đồng chí làm gì ở đây, quan sát hàng ngày như thế nào, ăn có no không, có ngủ được không, rất là tình cảm. Tự hào là những chiến sĩ Điện Biên, trong cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh luôn sống mẫu mực, vận động gia đình cộng đồng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sáng mãi phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc kiến thiết và đổi mới quê hương. Bảo dạy con cháu là làm thế nào mà phát huy cái truyền thống của người chiến sĩ Điện Biên Phủ là theo bước cha anh để xây dựng quê hương, xây dựng gia đình. Đối với các cụ cựu chiến sĩ Điện Biên thì các cụ luôn luôn là đặc biệt là giữ gìn cái phẩm chất và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Nhiều cụ có những cái cách làm hay, sáng tạo và nhiều cụ thì có những cái mô hình hiệu quả và trong đó là định hướng được cái việc phát triển của xã. 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Đã 66 năm trôi qua, nhưng ký ức về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Phát huy tinh thần anh dũng trong chiến đấu, trong cuộc sống đời thường hôm nay, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa luôn sống mẫu mực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ, tiếp lửa cho thế hệ sau về lòng yêu nước, tự hào dân tộc qua chính những câu chuyện lịch sử mà họ đã từng là nhân chứng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông, nên cả nước có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Ngày 6 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hôm nay ngày 7 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5. Dự báo cường độ nắng nóng sẽ gia tăng. Từ ngày 10 tháng 5, nắng nóng sẽ dịu dần. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa và có những ngày nắng nóng kỷ lục. Do vậy, người dân cần thực hiện các biện pháp giữ gìn sức khỏe. Ngày 7 tháng 5, hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn VNVC đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động trung tâm VNVC chi nhánh Thái Nguyên tại số 38 đường Minh Cầu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là chi nhánh số 21 và là một trong ba chi nhánh lớn nhất khu vực Đông Bắc của VNVC trên toàn quốc. Việc thành lập mới một trung tâm tiêm chủng dịch vụ sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng phòng ngừa bệnh tật của nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh lân cận. Theo ghi nhận từ hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, từ đầu năm 2020 đến nay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng ở Thái Nguyên quan tâm tìm hiểu và sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại VNVC. Cũng vì thế, việc VNVC có mặt tại Thái Nguyên nhận được sự ủng hộ của nhiều bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng. Mình thấy ở đây dịch vụ rất là tốt, các bác sĩ rất là nhiệt tình. Thấy là trên fanpage của VNVC, tại vì ngày trước mình cũng đã theo dõi rồi, thì có thông tin là khai trương ở Thái Nguyên. Thì mình thấy rất là hay và mình đã đăng ký luôn cho con để đến đợt tiêm lần này. Thì mình thấy là vừa mới vào thôi nhưng mà thấy cách dịch vụ của VNVC rất là tốt. VNVC chi nhánh Thái Nguyên có diện tích gần 1.000 m², gồm 20 phòng khám và tiêm chủng, có khả năng phục vụ hàng nghìn lượt khách hàng mỗi ngày và trở thành một trong ba trung tâm tiêm chủng lớn nhất vùng Đông Bắc. Chất lượng dịch vụ và an toàn tiêm chủng là hai trong nhiều yếu tố được hệ thống VNVC đặc biệt chú trọng. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi nhận thấy rằng là người dân phải đi rất xa, người dân Thái Nguyên phải đi về tận Hà Nội để tiêm những cái vaccine khan hiếm. Do vậy là chúng tôi đã có kế hoạch mở trung tâm VNVC, tiêm chủng VNVC tại Thái Nguyên để cho người dân không phải di chuyển xa. Chúng tôi cam kết là sẽ bình ổn giá trong tất cả các giai đoạn. Ngay cả giai đoạn khi mà vaccine có bị hiếm thì chúng tôi vẫn cam kết là có đủ vaccine để cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi hướng tới là cái sự an toàn tiêm chủng cho toàn khách hàng là cái mục tiêu quan trọng nhất. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng và có tỷ lệ tử vong cao, hiện nay nhiều bệnh khác cũng có nguy cơ bùng phát như cúm, sởi, viêm màng não, viêm phổi do não mô cầu khuẩn. Các dịch bệnh đều có tốc độ lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng của người dân. Việc thành lập và đưa vào hoạt động các trung tâm tiêm chủng dịch vụ chất lượng để chủ động phòng ngừa bệnh tật nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn. Ở VNVC triển khai cái điểm tiêm chủng là một cái đóng góp lớn tích cực cho cái hệ thống tiêm chủng phục vụ cho người dân
được tiếp cận với cái tiêm chủng một cách được nhiều vaccine hơn, mà đảm bảo rất tốt về các khâu từ dây chuyền lạnh, bảo quản vaccine đến tiêm chủng an toàn, rồi tư vấn và theo dõi sau tiêm. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Tiêm chủng đúng lịch đầy đủ còn là lá chắn hữu ích, bảo vệ sức khỏe cho trẻ cũng như mỗi người trong suốt cuộc đời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.